trẻ và đẹp ngày càng vững mạnh, thì với hơn mười mấy các cô đã được nhận cái scholarship này để mà có một cái tay nghề vững chắc để các cô có một cuộc sống bình an hơn khi đã được vòng tay Thái Bình cứu thoát họ ở bên biên giới Cambodia. Một lần nữa xin cảm ơn chị và cảm ơn công việc của chị và vòng tay Thái Bình đã làm, và đã cảm ơn tất cả nhân đây chương trình. Xin cảm ơn khách hàng của Trung tâm Trẻ và Đẹp đã nghe theo lời kêu gọi của công ty đóng góp cùng cô trong đây. Chương trình đã con đã hết tất cả, và xin chị cứ tiếp cái visit đẹp cho họ nhé. Dạ, em xin cảm ơn chị Thủy Trinh rất là nhiều. Là phụ nữ, cái vấn đề mà trẻ khỏe đẹp là một cái điều mà chúng tôi mong muốn tất cả các phụ nữ Việt Nam, nói riêng và phụ nữ nói chung, đều có được một cái cơ hội để trẻ mãi khỏe mãi và đẹp mãi. Thì xin cảm ơn sự ủng hộ của chị và cũng như tất cả đã ủng hộ cho phụ nữ chị và công ty của chị. Xin cảm ơn chị. Một lần nữa xin cảm ơn chị. Thưa quý, thưa anh cô, thưa quý khán thính giả, bây giờ xin mời chị An Toàn. Tôi Trinh xin được mượn cái giây phút này để kính chúc toàn thể quý quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị và các em một